Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì mình sẽ chơi một con Pokemon format mới là Infinity nha các bạn. Thì cơ bản format này thì hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản Complete. Thì hiện tại chỉ là bản Beta, thì đang mở được tới 5 chiếc huy hiệu nha các bạn. Đó, thì đây là đầu game, thì bà mình đang ở trước cửa nhà này, không biết có thấy cửa nhà của mình không nữa các bạn. Tại vì đầu game là mình bị lạc trong khu gần và được cứu các bạn ơi. Đó, đây là Lucy. Đây là chợ tá của Professor Wormwood nha các bạn. Thế cho lúc mà đầu game các bạn đặt tên á thì là nhỏ Lucy này với ông giáo sư này là tiến sĩ này là cứu chúng ta ra khỏi khu gần các bạn. Nó chỉ là cái đoạn đặt tên thôi, chả có gì hết, sau đó mình ngủ dậy ở căn nhà đó. Đó, đây chính là ông giáo sư các bạn. Mình sẽ nói chuyện với ổng. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Ô, bị lỗi hình ảnh đó bạn. Đây là con Bulbasaur custom chứ là cây xương rồng đó bạn. Đây là những dạng form mới của con Satagen 1 nha các bạn. Bramlisa, thằng lặn lửa các bạn. Đây, mình sẽ chọn con Squirtle là bắt con mây mưa nha. Mondead luôn, ngon. Mở ra sẵn con Mondead luôn nữa bạn. Ở dưới đây thì như chưa cho đi. Ồ, được tặng một quả trứng Pokemon luôn. Giờ mình đi lên đây. Hello Henry. Không ơi, được tặng quả trứng Pokemon các bạn. Đây là Moonstone Bat, một cái nhánh của Moonstone. Phải, mình là Nam gặp con Le 7. Cay thế. Đùa, đầu game mà cho gặp Pokemon ác chiến dữ vậy. Kiểu này mà đầu game mà gặp kiểu này mà thua là hơi bị ác các bạn, hơi bị nhục chí luôn á. À, mình mới lè 5 vô bụi gặm gặp con lè 7. Nhưng mà được khá là đánh xong nó là lên tới 2 level các bạn. Ô, một con Sharkly.
Mình được cho sẵn một mớ đồ hồi máu, đồ chữa bệnh các bạn. Đúng rồi, mình chưa qua nhà hàng xóm gặp con nhỏ Rival nữa bạn. Tại vì nếu thường nếu chúng ta không gặp nhỏ Rival chúng ta sẽ không đi được đâu. Bỏ chiêu này đi, mình đang là Modest xài phép các bạn. Không xài được chiêu đánh gần được. Để mình về gặp nhỏ kia đã. Lo đi quên mất nhỏ hàng xóm. Nhớ hàng xóm ở trong này nữa mà. Đó, nó vẫn còn đứng đây nè. Đó, bây giờ mình mới bắt đầu mình đi là đúng. À, để mình này, từ để mình vô nhà của mình á. Đi coi nằm có được hòa máu vô. Ok. Chiếc giường hỏi cho hòa máu hả. Đó giờ mới đi lên nè. À. Nãy là lo đi quá một bên. Oh, Banchirisu. À, trong cái bản chơi này là chúng ta không cần phải câu cá các bạn, mà thả mồi các bạn. Thả thính á, xuống những cái chỗ mà có cái động nước này nè, đó. Thì có thể là gặp được Pokemon luôn. Nó có 4 loại thính nha các bạn.
Tại giờ thính càng càng hiếm thì có thể là mình sẽ gặp những Pokemon hiếm hơn đó. Bạn bao nhiêu Gisu này nó không cho mình chạy chứ. Ồ, con rat nữa bạn. Thầu game gặp con gát luôn. À, bà này bán banh, những cái banh đặc biệt. Nhỏ Lucy nữa bạn. Ô, FB on. Ngon. Hôm nay là bán Ultra Ball với Luxury Ball. Phải có mắt review nữa kìa. 4.000 đồng. Giá hơi chát. Thank you.
Nè, nhỏ rival của mình đó bạn. Đó, đây chỉ là hình dạng của Bulbasaur nè. Trên lưng của nó là quả xương rồng đó chứ không phải là quả củ hành đó bạn. Nếu là xương rồng thì mình nghĩ là con Bulbasaur này nó sẽ có song hệ là cỏ với đất, hoặc là cỏ, mình nghĩ là chắc cỏ với đất các bạn. Chứ không phải cỏ với độc mà cỏ với đất rồi. Thì xương rồng mà trồng ở sa mạc các bạn. Chứ là có hệ đất cái trồng. Bắt gì chơi. Để mình về mình mua ít bóng nữa bạn. Mua Whitbon nè. Đó, không, mua hai trái đúng rồi, Whitbon. Mắc quá, mình mới vô chưa có tiền. Ultrabon nó còn rẻ hơn nữa bạn, Ultrabon cứ 650 đồng mà. Đó, mà nó tới cái thị trấn các bạn. Một cái Ray Candy. À, lấy con mèo đổi con đổi Shellder. Ngon, mình có sẵn mèo này, cho nó luôn. Vãi. Vãi con này chỉ là cái con này chỉ là cái vỏ ốc đằng sau con slow roll nè, sau cái tiến hóa lên nữa bạn. Cái vỏ ốc á. Vãi thiệt, có cái con này nữa. Đúng là fan mac có khác. Hệ nước và thép. Vãi thiệt, mắc cười quá. Coi con nhìn nguyên cái vỏ ốc luôn bạn. Shellder, đấy là con Shellder kia rồi, mình tưởng Shellder hình cái con ngọc trai kia rồi. Đó, trên này con Shellder thay hình rõ dạng luôn chứ. Quy một cái vỏ ốc của con Soul Pro đằng sau lưng luôn. Không biết qua trứng này đẻ ra con gì hả các bạn.
khó. Vật phẩm tăng chịu hơi lửa, hơi bị sai các bạn. Mình chọn sao ta hơi nước mà. Đó, calcium tăng. Cái cỏ attack luôn. Mình ở đây mình cày chút level đi các bạn. Cho con rat nó lên miếng level đã. Chỉ thấy con rat của bạn là nó hơi yếu rồi đó. Cái mới là 7. Con này không đụng nha các bạn, nó hơi cỏ, nó khắc hệ nước của mình á. Kiếm con khác mà đánh. Đó, con này đánh được. Ui shit. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.